cô chú anh chị ơi, thì hôm nay có một đôi vợ chồng cũng hai anh chị từ Sóc Trăng đi xuống đi lên ở trên này để có thể là tới nói chuyện cùng với gia đình và xem tình hình như thế nào để có thể là xin phép được sinh đứa nhỏ, một trong hai bé về cô chú anh chị để làm con nuôi á. Chị vô trong đi chị. Ủa sao chị vô đi? Quay nữa hả? Vô đi chị. Con chồng con lại kìa. Anh chị ngồi đi. Anh chị ngồi lại đó đi. Em ngồi nhà nhỏ xíu à, chặt chội gì đó. Ngồi đi chị, ngồi đại đi. Ngồi xuống đi. Ngồi anh chị ngồi đi. Đâu có gì đâu cơ. Anh chị ngồi đi, anh chị ngồi chỗ. Gắn vô áo giùm mà Trân. Gắn vô. Cái cục này đưa lên hay là đưa? Kẹp lại á, kẹp đó. Kẹp lại, kẹp đó. Kẹp giùm em. À bé tắt cái điện thoại nhỏ lại nha. Bữa nay cô có bán vé số không cô? Dạ. Anh chị xích vô trong. Anh chị ngồi xích vô trong luôn. Xích vô. À, ngồi kế bé kìa. Chào cô đi con. Chào cô đi. Anh tay chào cô đi con. Anh sợ người lạ. Thấy cưng không anh chị? Và anh chị có muốn nói gì thì cứ nói chuyện với em Trăng đó. Đúng rồi. Giới thiệu cho bé Trăng với gia đình cũng biết luôn. Thì hôm nay là có anh chị đây là ở dưới Sóc Trăng á. Là cũng thấy được cái video của các anh em quay lên. Nên là cũng muốn tới đây để trước mắt là hỏi thăm sức khỏe của gia đình. Hai nữa là cũng muốn nói chuyện cùng với gia đình về cái việc mà xin phép được nuôi bé. Thì bây giờ là anh chị giới thiệu về mình cũng như là mình công việc đồ như thế nào, nhà cửa ra sao á. Mình nói chuyện để cho, tại vì đây là con của người ta, đứt ruột để ra. Chứ không phải là gì, nên là cũng mong anh chị là phải nói rõ ràng cái nguồn gốc đồ của mình này nọ đó để gia đình được yên tâm hơn ha. Dạ, anh tên gì? À, tôi tên Hồ Văn Thừa. Anh Thừa ở phố 6 phường 3 thành phố Sóc Trăng. Dạ, chung nhà thì mua bán tạp hóa. Nhà thì có hai vợ chồng với người mẹ khoảng bảy mấy tuổi rồi. Dạ, với hai đứa con. Nói chung thì hai đứa con nó cũng bệnh nữa, cho nên giờ muốn cũng lâu rồi cũng tìm một bé gái xin để nhận để làm con như nuôi. Thì thấy được mấy người bạn trước đây cũng nói với mấy người bạn có gặp hoàn cảnh gì đó thì chỉ để tìm để bữa nay thì có đứa bạn chỉ mấy anh mà quay đăng trên clip gì đó, thấy hoàn cảnh gì có cũng có coi cái đoạn clip gì đó thấy cũng ấy, cho nên muốn lên để gặp cho gia đình, muốn sinh một bé gái để nhận nuôi. Nói chung thì hoàn cảnh gia đình của bên anh đó thì cũng nói chung thì dư giả nhiều thì không có, nhưng mà nuôi đủ khả năng để nuôi một xin một đứa để về để mà nuôi cho nó lớn khôn để người ta nói chung là cái phần nó an tâm đi. Chị có muốn nói gì không chị? Dạ rồi, vô đây thì thấy bé làm sao, thấy cưng dữ không? Hai đứa thì dễ thương lắm đó, mà dạ, tại vì cũng còn hai nhà cũng còn hai đứa, nói chung nó cũng một đứa cũng bệnh nằm chỗ cũng ẩm bồng không à, cho nên giờ cũng sinh hai đứa này nói chung thì cũng hay ấy, cho nên phải ấy thì cũng sinh luôn hai đứa. Nhưng mà dạ, tại vì em nghĩ hai anh em mà mình tách ra thì thấy tội cho hai anh em quá, mình tách hai đứa nhỏ ra thấy tội. Đảm bảo được các bé được đi học rồi được chăm sóc giáo dục
chứ không phải là đem về nuôi chứ bỏ lại không được. Nhưng mà để gì mình thấy giống như tính là phải chỉ nuôi được một bé thì nó đảm bảo hơn, thì nó nuôi hai bé thì mình không lo chu toàn thì cũng không có đúng cái ý định. Trước tiên thì em cũng cảm ơn chị vì trước khi nhận đã có cân nhắc kỹ lưỡng mới đến đây để nhận, vậy là cũng đảm bảo cho bé, em cũng mừng. Nhưng mà cũng xin phép những cái lời tiếp theo em có nói, nếu như mà có gì không phải anh chị hô qua cho em. Thì chị cũng là mẹ, chị cũng hiểu rồi đó, tại bệnh thôi chứ bệnh cũng nhiều người sinh, lúc trước cũng nhiều người sinh lắm mà gán gối ghém rồi túm tém, nhưng mấy mẹ con thì không dám cho, ngủ tối ngủ là nằm trên mình ngủ không đó, đâu có nở đâu, thấy nó không nở. Thì trong cái ý của em cũng hôm trước cũng có nói trên clip á, là khi mất thì em sẽ nhờ kênh liên hệ với chính quyền để khảo sát xem cái gia đình nào mà đủ yêu thương bé thì em sẵn sàng ra phường làm giấy cho. Dạ. Còn hiện tại thì chưa cho được. Dạ. Chị thông cảm cho em nha. Thì mình cũng có quyền lợi cho trẻ em, mình bảo vệ trẻ em mà. Chị cũng là mẹ, chị cũng hiểu không? Dạ. Ví dụ như bây giờ là cho mình lành lặn, con mình lành lặn thì mình mừng. Thì bây giờ chừng nào em có mãn phần á, em mất á, dạ, thì lúc đó thì em sẽ giao cũng như làm giấy tờ cho bên chính quyền địa phương, cũng như gặp anh chị như thế nào đó, dạ, đó ta làm giấy hẳn hồi. Bây giờ em vậy mà bây giờ đưa liền chắc cú sốc rất là nặng luôn. Yeah. Bây giờ nói chung là em Chăn cũng không thể nào thiếu cái tình thương của con được. Yeah. Tại vì con của em là giống như cái động lực để cho em cố gắng em vượt qua cái bệnh. Nếu như anh chị mà hữu duyên á, thì bây giờ cũng giống như mình coi trên video với anh em ghi hình á, coi như là một cái duyên đi, rồi mình trước mắt là tới, biết cái chỗ nơi Chăn ở nè, rồi biết mặt hai đứa bé ở ngoài luôn. Mà nếu mà anh chị có thương bé nữa thì thời gian rảnh anh chị có thể tới lui đây, tại vì anh chị tới lui thoải mái chứ không phải là ở quy định là gì hết. Anh chị giờ nào rảnh anh chị cứ tới lui đây. Cho bé mến á. Ý Chăn thế nào Chăn? Nhá. Ý Chăn thế nào? Anh nói gì cưng có đồng ý không? Dạ đồng ý. À. Cũng như mình tới mình làm quen nè, mình gần gũi với bé, cái ngày nó thân thiện như thật sự. Khi mà tụi em mới đến mấy bé rất là sợ, cái gì cũng vậy, mình phải tập cho một cái thói quen rồi nó gần gũi mến mình mới được. Cưng muốn nói điều gì không? Cưng nói đi, muốn chia sẻ gì không? Dạ thì sẵn có anh chị ở đây, có mấy anh đây thì em cũng xin nói luôn. Tất cả khán giả mà hay cô chú anh chị chú bác gì đó mà có thương bé như vậy thì em rất là mừng. Yeah. Còn nếu mà cho liền thì chắc không cho được đâu. Đúng. Yeah. anh hiểu. Yeah. Nói chung bây giờ Chăn thì cái khoảng đời còn lại rất là ngắn, cho nên thì cũng muốn cho hai đứa con ở bên. Yeah. Đó, chừng nào mà Chăn có mắt á thì lúc đó mới cái chuyện kia, chứ bây giờ em còn sống á là mình đưa đi liền thì đúng không, chị cũng nghĩ được cái điều đó. Yeah. Nhưng mà cái câu chuyện là mình không thể nào mà chờ tới nơi rồi mình mới nhảy được, không thể là chờ nước tới nơi mới nhảy được, thì bây giờ mình còn đủ tỉnh táo, mình còn đủ sức khỏe đó, mình tìm một cái đường nào đó để lo cho con mình. Chứ nếu lỡ sau này thì mình ví dụ như là mình nằm một chỗ mình không đủ tỉnh táo đi thì mình không có thể lo cho con mình được, thì bây giờ anh chị cũng thông cảm cho Trân. Chứ không phải là cái chuyện là tại sao mà đang ngồi tỉnh táo như thế này mà lại suy nghĩ tới cái chuyện mà tìm một cha mẹ nuôi cho con mình, cái đó là không phải, tại vì sức khỏe của em là nó cũng khá là yếu dần rồi. Dạ. Chung là những ngày gần đây là Chân bị mệt, bị ngắt sốt luôn. Rồi đó, nhà bây giờ là lao động chính là mẹ của Chăn, cô cũng cô mấy mươi rồi cô? 61 tuổi. Là em hiến một quả thận cho mẹ của em mà chẳng may cái quả thận nó không có hợp. Rồi bây giờ là suy giống như là nó chuyển qua là giai đoạn cuối rồi, như là suy thận mãn rồi.
Dạ. Suy suy thận mãn thì một thời gian á thì cũng phải là lọc thận rồi, nó rất là nguy hiểm luôn. Và cô đi bán cô cũng xỉu hoài luôn, ở đây bà con ai cũng biết hết. Nó cho nên là khi mà chị đến đây á, rồi thấy một cái hoàn cảnh như vậy rất là sót luôn đó. Rồi đại xuống đi anh, rồi gì để mọi chân anh chút xíu đi, để chú. Sao anh thấy hai đứa cháu thế nào? Nói chung là hai đứa là thấy thương hết á. Dạ. Đừng có nè, cho em đi chơi đi nè. Cho em đi con, rồi chút chú mua bánh cho nghe con nha. Mua bánh kem cho con á. Tội nghiệp quá. Thì thí dụ như bây giờ nếu vậy đó rồi có... À, rồi giờ thí dụ như lâu lâu anh cũng tới lui thăm hay là sao đó, rồi giờ thí dụ như tới thời điểm mà như em có chuyện gì đó, rồi giờ có thí dụ như có là viết giấy tờ viết giấy gì không hay là sao, hay là giống như bây giờ gì anh nói thì em hiểu, anh đã nhận cái là bé gì đó, giống như là hôm nào đó thì em chăng cũng như là chưa biết nhà anh cho nên cũng muốn xuống, nhiều khi sức khỏe thì còn tốt đi, còn bây giờ thì còn để mà biết xuống nhà, chứ bây giờ bắt buộc là em phải tới nhà để mà xem cũng như nhà cửa mình thế nào, chứ bây giờ mình cứ nói chuyện ở đây thì anh nói thì không ai biết nhà hết đó, thì em cũng chăng cũng một ngày nào đó em xuống, nếu mà thấy ok rồi lúc đó thì mình sẽ làm những cái chuyện thủ tục của pháp lý. Còn nếu như em chăn sức khỏe không cho phép thì tụi em sẽ đại diện em đi tới nhà của anh chị. Em sẽ đi tới. Chứ bây giờ mình không có nói miệng, đúng không? Em nói anh nghĩ đúng không? Bây giờ ta nói mình nhà cửa thế đó, mình không có biết như thế nào. Mình cũng không biết nguồn gốc ở đâu. Nói chung anh em mình đó là quay lên và chia sẻ thì cũng phải có trách nhiệm, chứ không phải là ai vô xin cũng được. Thì nói thì anh chị cũng phải thông cảm, là cũng phải hiểu cho một người mẹ. Thì cũng mong muốn là con mình sẽ tới một cái nơi mà có đầy tình thương và đầy đủ, nói chung là cũng không phải là cần giàu sang gì, chứ mà cũng ít nhất là cũng phải gọi là cũng vừa đủ cho nó, chứ không phải là về đấy rồi cũng khổ như bây giờ đó. Thương quá trời luôn thầy kìa. Chăng mà bây giờ là nghĩ tới mà xa hai đứa con là em chắc em chịu không nổi đâu hả Trân? Dạ đúng rồi. Cái trước khi là em sinh bé ra là là chưa sinh em đã bệnh rồi. Chưa sinh là đã bệnh rồi. Chưa sinh hai đứa là đã bệnh rồi. Nhưng mà trong cái thời gian đó trở đi thì sức khỏe mình cũng bình ổn lại. Thì nó mới trở bệnh lại hơn tháng này thôi. Hơn tháng này nó trở bệnh lại. Nói chung là em vì không có tiền đó, cho nên là không có đi đúng cái phác đồ của bác sĩ để mà đi xạ trị. Dạ. Dạ. Cho nên đó là nếu như mình đi đúng cái phác đồ thì kéo dài cái sự sống cho em. Những ngày gần đây là sức khỏe em rất là kém luôn. Sáng ngày ăn uống gì chưa Trân? À, trời ơi. Trời ơi anh sao vậy? Sao? Rồi có muốn ăn gì không? Dạ không, sáng em mua bánh mì ăn. Rồi hôm qua mấy anh mua gỏi sen với bánh xèo đó, rồi ăn cảm nhận thế nào, ngon dữ không? Dạ ngon. Thèm bánh xèo, thèm gỏi ngó sen dưới lũ tai heo mà không có tiền mua, chị thấy khổ gì đó. Thấy rớt nước mắt. Anh chị là xem qua video của anh em á thì thấy được cái hoàn cảnh của gia đình này chắc là thương lắm, mình mới lên đây đúng không? Thì ở trong video với lại ở ngoài thực tế thì anh chị thấy như thế nào? Anh nhìn trong video mấy anh em ghi hình á với ở ngoài anh thấy có khác gì không? Không, thấy y như trong video chứ không có gì hết. Không có gì thay đổi phải không? Dạ. Con gái ơi. Dạ.
đi con. Dạ đi con. Quen rồi, quen mấy chú rồi đó. Quen mấy chú rồi mới cho là lợi gần đó. Nhát lắm. Dạ năm. Dạ bé bé. Dạ ba. Bé bé trai tên gì Trân? Quốc Anh. Quốc Anh. Quốc Anh 3 năm tuổi. Còn bé gái? Minh Khuê. Minh Khuê. Minh Khuê 3 tuổi ha. Sinh năm 2021. 21. Tuổi con trâu nên em kêu trâu không đó. Em kêu. Tuổi con trâu là mình gọi tên ở nhà vậy đó. Con năm hay giữa năm? Dạ tháng 12. Trân ơi, dạ. Có chị Tiết ở Sài Gòn gửi cho mấy mẹ con 500 ngàn để... Dạ, cảm ơn chị Tiết. Cầm máy giùm anh cái kịp. Là em nói với mẹ này anh quên mất. Là cầm giùm anh cái. Anh gửi có Mạnh Thường Quân ngày hôm qua gửi cho cưng mấy trăm ngàn mà anh nãy giờ anh vô anh quên mất tiêu. Để anh cái xem cái coi. Để con chim lại. Bây giờ nếu mà em nói vậy thì thôi anh cũng có lên tới đây rồi thấy hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Thôi giờ trước mắt đẩy cho mẹ con em chịu đi để mua đồ cho bé nó còn dưỡng. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn cô chú đi mà... Cảm ơn cô chú đi. Nếu mà thật sự trải cho anh đó thì dạ. Thì anh cũng nhờ một anh để xuống tới chỗ nhà để biết nhà. Rồi giờ tình hình sức khỏe anh chị thôi, không đi được thôi. Dạ. Để cho một anh để mà xuống tới nhà. Còn nếu mà như anh đã nói á, nếu mà chấp nhận để mà cho anh nhận một đứa bé để về nuôi á, dạ. Thì anh lên đây một lần hai lần nữa. Rồi dạ. khi nào mà thí dụ bây giờ cũng đây cũng nhờ mấy anh đây. Ví dụ là anh đã chấp nhận cho anh là bé gái rồi thì mấy anh đây cũng có chứng kiến đó. Thì khi nào cái gì đó thì giấy tờ cái gì cái gì đó thì chỗ anh với mấy anh đây để tiến hành để mà làm giấy tờ cho bé để về gia đình của anh để anh chăm sóc tới sau này. Dạ anh yên tâm, trong cái mong ước của em là cũng muốn cho nhưng mà theo cái hình thức là phải qua tư pháp pháp lý. Dạ như vậy em mới yên tâm được. Dạ, anh bây cũng không cảm giác đó. Cho tôi nhà nước chứng nhận thì Trần Thị cũng không có nhận được về nuôi được. Tại vì thôi, lúc đó là khi mà bé đi học rất là khó khăn, thì cũng biết là... Dạ. Trân ơi, anh gửi tiền của chị Quyên ở Long An giúp cho Trân 200. Dạ. Và cô Tiết gửi cho Cưng 500, anh gửi cho Cưng 700 ha. Dạ, anh... Cảm ơn đây. Cô Tiết. Cô Tiết với chị... chị Quyên, chị Quyên ở Long An. Chị Quyên, dạ. Cảm ơn. Hậu Giang cũng thay mặt cho gia đình của em Trân gửi lời cảm ơn cô Tiết và chị Quyên rất là nhiều ạ. Đâu rồi, chị có Cưng đọc lời cái bức tâm thư của Cưng cho anh chị là nghe đi Cưng, Trân. Dạ. Tôi tên Đoàn Quyền Trân, sinh năm 1992. Đây là lúc tôi hoàn toàn đủ nhận thức mọi sự việc, muốn để lại trước lúc mất, hy vọng gia đình chấp thuận. Năm 2018, tôi có từng trải qua căn bệnh ung thư tuyến giáp, ác tính, đã phẫu thuật. Nay 2024, tôi trở bệnh lại trong hoàn cảnh khó khăn. Mẹ đơn thân, cuộc sống bấp bênh, không nhà, chỉ ở trọ, bữa đói bữa no. Không biết chết sống giờ nào, hy vọng được đội mai táng không đồng hoan hỷ gieo duyên cho tôi một suất an nghỉ. Tôi thành tâm khẩn cầu nhận được sự đồng ý, cũng hy vọng
gia đình chấp thuận cho di nguyện tôi lúc 2018 có làm đơn hiến tạng nhân đạo cho bệnh viện Chợ Rẫy nhằm mục đích duy trì sự sống cho các hoàn cảnh khó khăn khác cần đến. Còn về bé, mong chính quyền bà con, gia đình nào thật sự cần con trẻ để yêu thương, hãy giăng tay đón nhận bé. Bé hoàn toàn khỏe mạnh, 100%. Tôi thành tâm mang ơn, tôi cũng an tâm ra đi. Do ở trọ, tôi mong đội mai táng đem hỏa thiêu. Cuối lời, con cảm ơn mẹ đã cưu mang con, vô tình hay cố ý lỗi lầm, mong mẹ tha thứ cho. Chúc con của mẹ tìm được gia đình yêu thương con. Thay mặt gia đình, con cảm ơn bà con, cô bác và đội mai táng. Vậy thế là em đã chuẩn bị trước tất cả. Bây giờ cưng cố gắng lên ha. Cố gắng lên, hai đứa con cưng là cũng động lực sống cho cưng. Thì mấy anh cũng rất là hy vọng mấy anh chia sẻ video này lên, hữu duyên đến được quý mạnh thường quân xa gần để cùng chia sẻ với gia đình của cưng. Cưng sẽ bà con thương để giúp cho cưng có một số tiền thì mình trở lên lại Sài Gòn để mình xạ trị tiếp tục là để duy trì cái sự sống với hai đứa con của cưng, còn mẹ già nữa. Nhưng giờ cưng phải suy nghĩ cho là quan trọng là cái tinh thần của mình ha. Mẹ thì một ngày yếu quá rồi, còn hai đứa nhỏ nữa, ăn uống gắng ăn uống vô. Bây giờ thì cũng có cái tiền của quý mạnh thường quân đã thương gửi cho gia đình cho cưng rồi đó. Thì cái tiền này là để cưng trang trải cuộc sống nè, rồi để ăn uống bồi dưỡng cho nó tăng cái kháng thể mình lên ha. Chứ do anh chị biết không, khi mà đến thì em ăn mì với trứng không à, một tuần như vậy thì ăn hết 4-5 ngày rồi, tại đâu có tiền đâu, gạo thì phải mua từ ký. Cho nên là đã bệnh rồi, cái kháng thể đã yếu rồi, mà do mình ăn uống thiếu chất á, thì con người nó gầy gò đi nữa, nó cái kháng thể càng ngày nó yếu đi rồi nó quật nhiều. Từ khi mấy anh tới đây 2-3 ngày rồi em thấy thế nào? Cho cái cảm nghĩ, cảm nhận của em ấy. Dạ em mừng. Hả? Em mừng. Mừng dữ không? Mừng. Có muốn tụi anh ở đi hoài không? Dạ thôi. Mấy anh cũng nói có công việc gia đình chứ sao ở đây hoài đây. Nhưng mà khi mà bây giờ mà tụi anh á, mà đi chỗ khác thì không lại nữa rồi sao? Hả? Suy nghĩ như thế nào cho anh biết đây? Nhưng mà không quay lại nữa thì là do hết duyên phải không? Dạ. Do hết duyên. Dạ. Nói chung anh cũng cố gắng mà chia sẻ với cái hoàn cảnh gia đình của cưng, cũng rất là mong quý mạnh thường quân cùng chung tay với gia đình ha cưng ha. Dạ. Dạ. Anh chị định xuống đây chơi thì khi nào mới về? Thì cũng lát nữa cũng quay về. Dạ. Chăng có muốn nói lời nào không Chăng với anh chị không? Dạ, trước tiên thì em cảm ơn anh chị vì ở nhà cũng có cân nhắc rồi mới xuống đây để thăm bé với mấy mẹ con em. Dạ, em cảm ơn. Dạ, mấy anh em của chúng em sẽ xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý khán giả xa gần đã luôn chia sẻ và luôn đồng hành với anh em chúng em. Cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn mấy cô, mấy chú. À, chú gì là cho tôi về gửi lời thăm mẹ chú dồi dào sức khỏe. Dạ, dồi dào sức khỏe, gia đình bình an. Bà ngoại bà hiền lắm. Bà Trăng ơi, hồi nãy có chị Ly á. Dạ. Nhà anh là mua cho hai đứa một thùng sữa. Mạnh vừa kinh thùng sữa vô Mạnh. Dạ, dạ đây chị. Đây. Một thùng sữa ha Trăng. Dạ. Đó chị Ly với 500 ngàn. Dạ. Gửi em nè. Dạ. Cảm ơn cô Ly. Cảm ơn dạ. Anh Ly. Cảm ơn cô nhà. À, thùng sữa cho hai đứa uống. Cảm ơn mấy bạn từ. Cảm ơn ông bà cô chú đi con. Con trai phanh tay lại cảm ơn đi con. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, phanh tay lại. Con cảm ơn ông bà. Con cảm ơn. Con cảm ơn ông bà. Gái nói cảm ơn ông bà đi con. Cảm ơn ông bà đi con.
Con cảm ơn ông bà đi. Cưng lắm. Cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà nhỏ xíu à. Cảm ơn ông bà nha. Cảm ơn cô Ly. Tím ơn cho con đi. Một thùng sữa nè. Sữa này là sữa ít đường, uống nó đỡ, nó bổ hơn. Sữa Vinamilk, ít đường. Sữa. Thùng này là 310 nha. Sao mà thiếu cá, sao thiếu nước được. À. Châu rồi em sữa. Cảm ơn anh chị ha, đã đến đây. Đó, thì sau này nếu mà có cái chuyện gì đó thì lúc đó thì mình sẽ liên lạc với nhau ha. Mình có duyên á. Nếu nói gì là thì duyên là lỡ ai mà lỡ ấy rồi cho chứ không cho em rồi sao? Cái vấn đề này không phải bên em quyết định rồi. Dạ. Cái này là do anh chị và do chị mẹ. Do Chân anh ơi, do Chân nha. Tại tôi em không có quyết định, em có quyền quyết định chuyện đó. Chú ở Sóc Trăng này còn quê với tôi mà tôi thì ở huyện. Ở huyện nào? Long Phú. Long Phú, chú yên tâm đi. Nếu mà sau khi mà ở Long Phú hả? Đang con chưa với đây, cho khui ra luôn. Luôn á. Quê ở Sóc Trăng luôn. Cho bé khui đi. Khui đi, khui uống đi. Sao đâu? Cho cháu mà. Trời ơi, khui sữa kìa, ngon lành. Ông làm sữa cái ông làm lia lịa hết nha nha. Ồ, để lẹ ra cái con nó lâu dữ rồi không uống nha. Khui sữa không chà. Ờ, biết chữ không mà đọc dữ vậy. Cá gặp nước. Hả? Em mới nói cá gặp nước. Cá gặp nước ha. Đây này, chú khui ra cho. Khui rồi. Khui chưa? Chút nữa cắt nha, chút nữa cắt. Rồi thôi, chị em cảm ơn anh chị ha. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Dạ, dạ, dạ. Đi ha, đi theo cho chú ha. Cô ẩm đi, cô ẩm đi. Chịu không? Chị ẩm bé nữ, chịu không chị? Dạ. Bắt tay ẩm bé nữ để cho. Tôi ẩm ẩm môi sữa. Ừ, chịu luôn kìa. Ôi. Ủa, hay vậy ta? Hay là. Sao anh em mình vô ẩm khóc quá rồi. Luôn á. Vậy là không thích mấy nam rồi đó. Trời ơi. Có duyên dữ gì nè. Không con cái đi. Em vô chưa ẩm được luôn á. Không con miếng đi con. Không con miếng đi cháu. Không con miếng đi. Không con miếng à. Không con miếng à. Biết không không? Không con miếng đi con. Biết không không? Biết đó. Thơm lắm á, thơm lắm á. Không ai? Không ai? Không con miếng đi. Không ai, không con miếng, không đây nè, không ai nè. À, gái cưng quá, ôi, trời ơi, cái kìa. Thấy cưng dữ không anh chị? Đó, có duyên lắm rồi đó nghe. Anh chị có duyên lắm rồi đó. Anh em của em vô là thấy mặt đó là khóc rồi, đừng nói gì. Hai ngày còn khóc đó. Hai ngày còn khóc đó. Giờ dần dần đỡ à. Rồi không cái nữa đi, không cái nữa đi về nè. Không cái nữa rồi. Rồi, không biết nữa đi con. Cô vô nhà đã giữ ta. Tương lắm á. Mới vô ẩm được rồi ha. Còn lành ha. Còn lành. Thôi không chú miếng đi, không chú miếng đi nè. Thôi, chú à. Chưa sáng gì chưa xong miệng đó. Chú này nè ông ơi. Không, chú này không hùng. Chú này không hùng. Sáng giờ mấy ngày rồi đó. Cho bình sữa đây. Cho chú bình sữa đi. Có bình xin sao được. Cho cô đi. Cho cô đó đi con. Cho cô đó bình sữa đi. Cho ông con. Cho cô. Cho không? Trời ơi, rồi ẩm im gu luôn rồi. Rồi vậy đi ha, đi ẩm về luôn nha. Đi không? Chịu không? Đi theo cô luôn nha. Chịu không con? Chịu không? Thôi vậy đi, đâu được thử. Chào, chịu không? Đi ha. Ở với cô hay ở với đi mẹ? Đi về luôn nha. Trời ơi, ở với mẹ, trời ơi. Trời ơi, biết lắm rồi. Ở với cô nha, ở với cô nha. Con ở với con nghe, con ở với mẹ. Hả? Con sữa một bánh vô uống cho ăn. Nha. Rồi thôi, cảm ơn anh chị ha. Cảm ơn anh chị rất nhiều anh chị ơi. Dạ. Rồi anh về Chân ơi. Dạ, em rồi. Bye bye. Bye bye kìa, bye bye đi con, bye bye bà cô chú đi con. Ai vậy không? Ai vậy? Chú gì? À, bái bái cô chú này luôn đi, bái bái cô chú luôn chú đi. Chú gì? Bái bái cô chú đi. Rồi, để chú mẹ lấy nè. Dạ.